Lại là anh hả? Tôi xin lỗi, cô có sao không? Vậy mà anh hỏi có sao không ạ? Nếu cái thùng rớt vô đầu tôi, chắc tôi chết rồi. Sau lần nào gặp anh, tôi cũng mép chết không à. Làm không được thì nghỉ đi. Anh Việt, anh nhìn nè. Vậy mà nó học lẹ đó hả? Ủa, sao kỳ vậy? Hồi nãy đâu có bị nhiễu. Tại vì anh pha sơn đặc quá. Lát nữa sơn xong, đảm bảo sẽ nhiễu tùm lum. Anh thấy chưa, giờ lại phải chờ sơn khô, cạo ra rồi sơn lại. Đáng lẽ anh phải chỉ tôi chứ. Chỉ suốt ngày, phải đi mà làm chứ. Thêm acetone vô. Lại là anh hả? Tôi xin lỗi, cô có sao không? Vậy mà anh hỏi có sao không ạ? Nếu cái thùng rớt vô đầu tôi, chắc tôi chết rồi. Sau lần nào gặp anh, tôi cũng mép chết không à. Làm không được thì nghỉ đi. Ủa, sao tao làm như ma vậy? Cũng tại cái tay mà út ráng dần vô làm đó. Tiếc là em không về sớm chút xíu để coi, chắc cái mặt út giỏi đó mất cười lắm ha. Mà sao anh Việt lại lưu lạc đến đây hả? Anh đi kiếm ông bác, lúc trước ông ở đây nhưng bây giờ không còn nữa. Em không nghĩ anh Việt là họa sĩ mà lại làm công việc này á. Họa sĩ gì anh, vẽ ba chập ba choạc á mà. À, để vô cổ nhỏ sao đó hả?